tiếp tục dòng chảy tin tức thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung của chuyện trong ngày. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay, Quốc hội đã bước vào phiên chất vấn và trả lời chất vấn cuối cùng tại kỳ họp thứ hai. Đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh không để trục lợi trong việc hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vaccine là vũ khí quan trọng để ngăn chặn đại dịch. Và Chính phủ sẽ đề cao sự liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả trong việc phục hồi phát triển kinh tế. Có ý kiến cho rằng các chính sách và việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, người lao động thời gian qua còn nhiều bất cập. Xin Thủ tướng cho biết những giải pháp để khắc phục tình trạng này và sắp tới sẽ có thêm những chính sách hỗ trợ nào? Rà soát đánh giá lại các cái chính sách vừa rồi chúng ta thực hiện thì cái gì là cái được, cái gì cái chưa được và nguyên nhân từ đâu. Thì trên cơ sở đó chúng ta cũng rà soát lại các cái đối tượng, phạm vi, mức độ về hỗ trợ để trên cơ sở đó chúng ta có cái căn cứ để chúng ta định ra một số cái chính sách hỗ trợ cho nó phù hợp, hiệu quả và tránh được những cái tiêu cực như trục lợi chính sách hoặc bỏ sót. Xin Thủ tướng có thể khái quát tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm gì cả về lý luận và thực tiễn để định hướng cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước ta trong thời gian tới. Người dân là trung tâm, là chủ thể trong cái phòng chống dịch này. Đây là một kinh nghiệm hay cái tổng kết cũng được. Và từ đó ta triển khai các chính sách đều hướng đến người dân. Đây vaccine là cái vũ khí rất quan trọng để chúng ta ngăn chặn dịch bệnh. Thì chúng ta dùng các mọi biện pháp để chúng ta làm. Chúng ta kêu gọi rồi bán, rồi nhượng, rồi vay. Tức là từ năm 2020, chúng ta chỉ đạo cái việc sản xuất vaccine ở trong nước. Thì hiện nay thì cái quá trình này vẫn đang được thúc đẩy. Như vậy là chúng ta đi hai chân về vaccine. Xây dựng chính phủ đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ. Xin Thủ tướng cho biết định hướng và giải pháp triển khai các biện pháp để thực hiện thành công mục tiêu to lớn như cái thông điệp trên như thế nào? Thì cũng dựa trên những cái kinh nghiệm, những cái bài học của nhiều cái thế hệ của cha anh chúng ta đi trước. Và tăng cường cái liêm chính thì phải thế nào? Thì ngoài phải hoàn thiện cái thể chế ra, thì phải tăng cường cái kiểm tra, cái giám sát, phân cấp, phân quyền đi đôi với lại cái kiểm tra giám sát, cá thể hóa trách nhiệm, kỷ cương kỷ luật thì phải xây dựng các quy định, cái quy chế và trên cơ sở cái quy định, quy chế, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình để chúng ta kiểm tra giám sát cái công việc và đặc biệt là cái quy định về trách nhiệm của người đứng đầu. Về các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế, Thủ tướng nhấn mạnh phải tập trung nâng cao năng lực y tế, tập trung vào y tế dự phòng và y tế cơ sở. Nghiên cứu xây dựng quỹ phòng chống dịch và quỹ an sinh xã hội. Thứ hai, cần tập trung cho con người. Thứ ba là hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và cuối cùng là đầu tư hạ tầng. Đó là tầm quan trọng của gói hỗ trợ phi tài chính, là các cơ chế, chính sách, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn đã làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Đó là thực trạng bài học kinh nghiệm của công tác phòng chống dịch thời gian qua và chiến lược tổng thể phòng chống dịch thời gian mới, đặc biệt là việc thực hiện các gói hỗ trợ người dân và cho doanh nghiệp, chương trình tổng thể phục hồi kinh tế trong và hậu đại dịch. Đây là đánh giá của các đại biểu sau đợt chất vấn đầu tiên của nhiệm kỳ khóa 15. Sau hơn 2 ngày điều hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, chất lượng các phiên chất vấn đã làm rõ được vấn đề cử tri và cả nước quan tâm. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện nắm chắc thực tiễn, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm vấn đề, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm, cũng như đề xuất các giải pháp khắc phục. Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các vị Bộ trưởng, trưởng ngành với ý thức trách nhiệm cao đã trả lời nghiêm túc, không né tránh những vấn đề khó, phức tạp, giải trình làm rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu. Đồng thời nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại hạn chế của mình, của ngành mình và lĩnh vực mình, đưa ra các cam kết khắc phục. Trong 2,5 ngày thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, đã có 134 lượt đại biểu tham gia chất vấn, 12 lượt đại biểu đặt câu hỏi đối với Thủ tướng Chính phủ, 24 lượt đại biểu Quốc hội tranh luận, 13 lượt thành viên Chính phủ tham gia trả lời, giải trình. Theo các đại biểu, nhiều vấn đề được các bộ trưởng làm rõ, nhưng cũng còn nhiều vấn đề chưa được bàn kỹ và đưa ra giải pháp. Có những cái câu hỏi về những sai sót của bộ
trong cái việc triển khai các cái gói hỗ trợ an sinh, có thể là không đúng đối tượng, có thể là trong cái quá trình triển khai còn những cái sai sót nhất định, thì Bộ trưởng cũng không tránh né và đã giải thích rõ ràng, tường tận, thậm chí là có nhận trách nhiệm. Tôi thì tôi quan tâm nhiều hơn cái mảng lao động việc làm. Hiện nay là làm sao mà chúng ta có cái quy hoạch tổng thể về lực lượng lao động để mà phục vụ các cái mục tiêu phát triển chung của cả nước một cách nó khoa học hơn. Và chính đây là cái việc này nó sẽ tác động trực tiếp đến cái việc mà tăng trưởng phát triển của cả nước. Thì cái này là cái việc rất là quan trọng mà tôi cho rằng là cần phải tiếp tục quan tâm nhiều hơn việc này. Tác động ảnh hưởng của Covid đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, dòng người mà từ các cái vùng thành thị về nông thôn và đặc biệt là vùng dân tộc thiểu số thì nó như thế nào? Thì tôi chưa thấy có những cái báo cáo hoặc là những cái đánh giá về cái việc tác động ảnh hưởng như thế này. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng đàn trả lời chất vấn. Có đại biểu đề xuất tăng thêm thời gian trả lời chất vấn cho người đứng đầu chính phủ để làm rõ thêm vấn đề. Nghĩ rằng chưa thỏa đáng lắm về vấn đề thời gian để mà trả lời. Nhưng mà dù sao, có một cái bản phát biểu đó thì trong cái bài phát biểu đó nó cũng chứa được những vấn đề cơ bản rồi. Cho nên là nếu là sau mà tổ chức chất vấn cho Thủ tướng thì nói kỹ hơn, đầy đủ hơn thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, nhiều cam kết được các bộ trưởng đưa ra để khắc phục những hạn chế thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách. Đại biểu và cử tri cả nước sẽ dõi theo những chuyển biến tích cực đó trong thời gian tới. Theo dõi 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp này, có thể thấy các nhóm vấn đề như là sai phạm của cán bộ ngành, đặc biệt là cán bộ ngành y khi mà nâng giá trang thiết bị y tế, việc chậm giải ngân các gói hỗ trợ an sinh cho người nghèo, người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, việc tổ chức học trực tuyến cho học sinh, cũng như việc chậm trễ giải ngân vốn đầu tư công, đã được các đại biểu tập trung chất vấn nhiều nhất trước nghị trường. Qua đó thì cử tri cũng có thể đánh giá được bản lĩnh của các tư lệnh ngành trước những vấn đề đang nóng bỏng của đất nước. Vấn đề tiêu cực của ngành y trong thời gian qua, việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế có nguyên nhân, việc thiếu kiến thức trong công tác quản lý, quản trị của người đứng đầu bệnh viện. Bác sĩ làm chuyên môn giỏi nhưng chưa chắc đã làm quản trị tốt. Vậy đến lúc có thể tách bạch giữa quản trị, quản lý với chuyên môn, Bộ trưởng có suy nghĩ gì về vấn đề này? Đối với các bệnh viện, chúng tôi đều đề nghị là có một người là quản lý kinh tế và không nhất thiết phải là chuyên ngành về mặt y, có thể là tài chính, có thể là kế toán. Và chúng tôi xin được tiếp thu ý kiến của đại biểu Phạm Văn Hòa để làm sao trong thời gian tới đây, trong vấn đề về quản lý đối với ngành, nó được minh bạch hơn. Việc phối kết hợp triển khai tại một số đơn vị địa phương còn chậm và máy móc, điều này đã phần nào ảnh hưởng tới hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tôi nhận thấy việc chậm trễ này dường như là một canh bận cố hữu. Vậy Bộ trưởng đánh giá về thực trạng đó như thế nào và có chỉ đạo gì để thúc đẩy tiến độ và triển khai các gói hỗ trợ trong thời gian tới? Anh em trong ngành cùng với các ngành chức năng phải nói rằng là nằm ngày nằm đêm, thậm chí là nhóm liên ngành anh em giúp việc hầu như đêm cũng phải làm. Với một cái tốc độ là chúng tôi nói là người dân đang đói thì đừng có hy vọng về nhà được. Nếu chúng ta để người dân đói là chúng ta có lỗi, có tội với dân. Do đó tôi xin đính chính lại là tất cả các thủ tục, các quy định trong nghị quyết số 8 và nghị quyết 116 là ở cái mức độ thông thoáng nhất có thể rồi. Không thể thông thoáng hơn được nữa. Qua đợt ứng phó dịch lần thứ tư vừa rồi, ông nhận thấy trong công tác quản lý điều hành của Bộ Giáo dục Đào tạo có vấn đề gì cần khắc phục và điều chỉnh trong thời gian tới? Chúng ta test virus, nhưng virus test lại cả hệ thống của chúng ta. Qua cái chống chọi với dịch bệnh thì chúng ta nhìn thấy sức mạnh của hạ tầng cho giáo dục nó đang được đến đâu. Đây là một khâu rất yếu. Dịch bệnh cũng cho thấy cả kỹ năng của đội ngũ quản lý, cả kỹ năng của nhà giáo và các kỹ năng của học sinh, đặc biệt là các cái năng lực tự học của học sinh cũng cần phải tăng cường lên rất là nhiều. Đề nghị Bộ trưởng cho biết trách nhiệm trong chuyển nguồn rất lớn vốn đầu tư công thời gian qua. Khi đi giám sát tại địa phương, chúng tôi được nghe trách nhiệm đó thuộc về Trung ương. Song khi làm việc với Bộ chủ quản thì chúng tôi lại được nghe nguyên nhân đó thuộc về địa phương. Ngày hôm nay có cả Trung ương và địa phương trong hội trường này. Đề nghị Bộ trưởng làm rõ vấn đề này. Cũng thể nói ngồi chung chung là nói là bây giờ nó vướng mắc cái gì để mà dẫn ra cái chuyện đó. Nếu cùng cái thể chế này thì tại sao năm ngoái chúng ta giải ngân được đến 98%? Năm ngoái cũng bị Covid đấy. Là do lập kế hoạch không sát. Các địa phương, bộ ngành thì chúng ta cũng thờ ơ hoặc là cũng có thể chưa làm hết trách nhiệm. Thì chúng ta đề xuất được cái vốn rất lớn. Nhưng trên thực tế là chúng ta không giải ngân được.
trong đó là có một phần trách nhiệm của chúng tôi, rồi cũng nể nang, rồi cũng không hết trách nhiệm. Thế nên khi cái số mà chúng ta không sát thực tiễn mà nó lớn lên thì nó gây áp lực cho cái tỷ lệ giải ngân. Chứ nếu mà chúng ta làm sát thì có cái tỷ lệ nào nó cao đến như thế. Chúng ta lại chuyển chuyển vốn, rồi điều chuyển vốn, rồi giả lại vốn, rồi hủy vốn, rồi không hiệu quả, rồi vân vân và vân vân. Qua hơn 2 ngày theo dõi hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội, nhiều cử tri cũng đã bày tỏ sự hài lòng trước sự thẳng thắn quyết liệt của các đại biểu, cũng như tinh thần cầu thị, lắng nghe, trách nhiệm của các bộ trưởng. Đặc biệt, cử tri mong muốn và chờ đợi các bộ trưởng trưởng ngành sẽ thực hiện đúng những lời hứa trước Quốc hội, khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong lĩnh vực mình quản lý, gắn với trách nhiệm cá nhân. Ông Lê Thọ Truyền là một cử tri tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dù bận nhiều công việc, nhưng 3 ngày qua, ông luôn dành phần lớn thời gian để theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội. Về nhìn chung 4 bộ trưởng thì cũng trả lời tập trung vào câu hỏi của đại biểu rõ, không vòng vo. Theo bộ trưởng mới tổng quát được cái tình hình của ngành mình và trả lời một cách tự tin, là đúng vào trọng tâm cái câu hỏi của đại biểu. Thì đấy, cái đó là cái cũng đáng mừng. Thời gian họp Quốc hội đã được rút ngắn cho phù hợp với tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, các nhóm vấn đề được Quốc hội đưa ra chất vấn kỳ này được cử tri ở nhiều địa phương đánh giá là đúng, là trúng với sự quan tâm của nhân dân. Cơ bản, các cái câu hỏi của các đại biểu đã đúng trọng tâm, ngắn gọn và đi thẳng vào vấn đề cần chất vấn, cũng như là làm rõ các cái nội dung nóng bỏng, cần phải tranh luận, cần phải giải thích đối với trách nhiệm quản lý nhà nước của các bộ ban ngành liên quan. Các đại biểu Quốc hội đặt những cái câu hỏi cho đại biểu Quốc hội, các cái bộ trưởng là rất cụ thể và sát với thực tế. Những cái bức xúc như của trong thực tiễn như thế nào thì là được là các đại biểu đặt ra. Thì ví dụ như giá về vật tư y tế, sinh phẩm y tế. Câu hỏi tại Quốc hội đó đều thể hiện được cái tính cam kết, tính trách nhiệm, làm việc khách quan, làm việc vô tư, nêu ra những vấn đề của đất nước càng quan tâm và càng giải quyết. Không chỉ đưa ra đánh giá với các đại biểu dân cử, cách điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ qua phiên họp này cũng được nhiều cử tri quan tâm theo dõi. Cái điều hành đó là của Chủ tịch là Quốc hội Vương Đình Huệ, tôi thấy nghĩa là hôm nay có những cái khởi phép mới này, nghĩa là tốt này, nghĩa là điều hành như vậy là nắm chắc được vấn đề. Lần này rất hay, ở cái chỗ là đã đây bộ trưởng trả lời rồi. Nhưng mà cảm thấy Chủ tịch Quốc hội thấy chưa thỏa mãn thì mời luôn các bộ trưởng khác trả lời, các ngành khác trả lời. Tới chỗ đó có lúc là có nội dung là 2-3 người phải đứng đó thôi. Thậm chí là cả Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng phải trả lời cho các bộ trưởng để làm rõ cho đại biểu. Tôi thấy rất thoải mái. Hài lòng với phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, nhưng nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội tiếp tục đổi mới, thẳng thắn, dân chủ, thực hiện yêu cầu hỏi nhanh, trả lời gọn. Hơn hết, hoạt động giám sát cũng cần phải sát sao, thực chất hơn để những vấn đề bức xúc trong xã hội được giải quyết triệt để, cũng là nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước. Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp lần này đã cho thấy những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn đúng và trúng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. Một lần nữa khẳng định, chất vấn là hoạt động giám sát trực tiếp, hiệu quả nhất của Quốc hội, góp phần tạo dấu ấn lan tỏa cảm hứng hành động sáng tạo trong nỗ lực đổi mới hoạt động giám sát, đáp ứng yêu cầu của đồng bào, cử tri và nhân dân cả nước, cũng như yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.